người là biểu hiện sinh động nhất cho thấy cơn ác mộng nô lệ vẫn tồn tại trong thế kỷ 21. Những vụ buôn bán người có thể xảy ra ngay sát cạnh chúng ta mà không bị phát hiện do sự gia tăng chóng mặt của dân số cũng như các vấn đề toàn cầu hóa. Người dân ngày càng dễ bị tổn thương và rơi vào bẫy của những đường dây mua bán người. Những kẻ buôn người thường ép buộc và lợi dụng nạn nhân. Những nạn nhân buôn người có thể sẽ trở thành nô lệ tình dục cho các nhóm khủng bố hay bị buộc gia nhập các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là sử dụng trẻ em để vận chuyển ma túy. Cô Nadia Murad Basihara, 23 tuổi, người Iraq, là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc về phẩm giá và các nạn nhân buôn người. Năm 2014, IS tấn công và tàn sát đàn ông tại thành phố Sinjar, quê hương cô. Chúng bắt cóc Nadia cùng nhiều phụ nữ khác và đưa họ đến Mosul. Tại đây, những cô gái trẻ bị phiến quân IS cưỡng hiếp tập thể và sau đó bị mua bán nhiều lần như một món hàng. Tôi đã bị lạm dụng theo cách mà bọn chúng muốn, nhưng không phải chỉ có một mình tôi là nạn nhân. Có lẽ tôi là người may mắn, tôi đã tìm cách trốn thoát được, nhưng hàng nghìn người khác thì không. Buôn bán người được xem như một trong những ngành công nghiệp bất hợp pháp đang phát triển nhanh nhất trên thế giới và chỉ xếp thứ hai sau buôn bán ma túy. 32 tỷ đô la Mỹ là lợi nhuận mà hoạt động này mang về cho thế giới ngầm mỗi năm. Hoạt động này có lẽ sẽ sớm vượt lên dẫn đầu bởi khác với ma túy, những nô lệ phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Hầu hết các nước đều tập trung vào những tác động của nạn ma túy, chứ chưa nhận thức được tầm ảnh hưởng của tình trạng buôn người. Đó là lý do tại sao chúng ta đang dành nhiều ưu tiên hơn cho cuộc chiến chống ma túy. Buôn ma túy là tội ác khủng khiếp, nhưng nạn buôn người, tôi phải nói là tồi tệ hơn nhiều. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hiện thế giới có gần 21 triệu người đang bị cưỡng bức lao động, với trên 17,5 triệu người là nạn nhân của tội phạm mua bán người, trong đó 55% là phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta không thể chấp nhận thực trạng rằng ngày càng ít những biện pháp được áp dụng để đối phó với nạn buôn người. Cách tốt nhất để cải thiện tình hình và bảo vệ những đối tượng dễ tổn thương là thực hiện và áp dụng những khung hành động mà Liên Hợp Quốc đưa ra để chống lại nạn buôn người dưới mọi hình thức. Những nạn nhân của nạn buôn người đều phải trải qua cuộc sống tồi tệ hơn cả cái chết. Một phần của thế giới đang bị mắc kẹt trong đó và con số này đang ngày càng tăng. Vì vậy, rất cần có sự chung tay, tinh thần cảnh giác, sự sẻ chia với các nạn nhân cũng như nỗ lực giải quyết triệt để các vấn đề xã hội để loại hình tội phạm này dần dần bị loại bỏ.